lại biến rồi đó.
Quá ngon lành thưa ạ. Máy bay nó thấp vậy. Nó lâu rồi. Máy bay lâu rồi, không phải nó xuống rồi chứ. Cất trường nhiều lắm giờ. Cất trường như nó vậy. Sao mày lại sai lòng, không sai lòng mà mày ra. Chị ai mà. Vẫn đi chơi đi lên á. Anh muốn lên cả tí đó rồi. À ơi. Muốn lên cả tí đó. Thôi bắt đầu đi vậy. Đi vậy. Dừng hộ bỏ hay dừng hộ dừng hộ. Ồ đáng lưu quá đi ha. Chờ bảo đi vô đi nha. Mì mồ nghe nó mất tiếng con dấu. Có măng ngơ nó ăn cho mì mồ. Hoặc là cái cơ cái cơ cơ. Qua mì mồ. Hổ bó cái hổ. Hổ lâu lưu ngọn. Ồ dừng hộ bỏ hay. Cả đây đi lại cho mình bằng cái lấy cao. Để hai. Anh đi ở làn liên tục rồi mới cách ngắt. Đấy, bắt đầu có phá. Đi như này đi. Đi như này đi là ba cam thôi. Đi như thế đi là. Chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay anh em chúng tôi đi quay những cái đoạn tập cụ và nghệ nhân để diễn ra bản sắc văn hóa cổ của ngày xưa. Xin mời quý vị cùng đón xem nhé. Các ông các bà và chúng tôi đang đường đi vào nhà bác Nọng, nguyên bí thư huyện ủy huyện Lạc Sơn. Hãy
Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
bay đi nhá. Ông cho dừng ở đây để cháu bay đi nhá. Dừng làm gì nhá. Cái đẹp cái đấy vậy. Còn đêm ăn nó cho thì bao ăn nó mình cứ lóng lên. Thank you.
lại biến rồi đó. Khách trường nhiều lắm giờ. Thank you.